chay là một trong những khái niệm không còn mới mẻ với nhịp sống hiện đại. Người ăn chay cũng vì nhiều lý do khác nhau, vì sức khỏe bản thân, vì lý do tôn giáo hay vì muốn giảm cân. Tuy nhiên, một trong những lợi ích thiết thực của việc ăn chay mà ít người biết hay để ý đến chính là việc ăn chay là hành động thiết thực và tốt nhất mà một người có thể làm để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Ăn chay tức là không còn ăn thịt. Ngành chăn nuôi hiện đang phát triển nhiều như vậy cũng vì nhu cầu ăn thịt của con người. Hiện nay, ngành chăn nuôi lãng phí nhiều nước nhất, thải ra khí nhà kính gần nhiều nhất, ô nhiễm nhất và kém hiệu quả nhất. Giảm lượng tiêu thụ thịt trong các bữa ăn là chúng ta đang trực tiếp giảm những tác hại xấu ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh chúng ta. Rõ ràng, hành động ăn chay của mỗi người đang trực tiếp góp phần làm giảm những tác động xấu lên môi trường sống của chúng ta. Tuy nhiên, ăn chay sao cho khoa học, đúng cách để vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng trong cơ thể thì không phải người ăn chay nào cũng hiểu đúng. Thực phẩm nguyên liệu dành cho ăn chay hiện rất phong phú đa dạng. Các loại ngũ cốc, rau quả, dầu thực vật, trái cây, đậu đỗ, các loại hạt như vừng, lạc, các loại nấm. Thực đơn này hoàn toàn có lợi cho việc phòng tránh mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, một số bệnh ung thư, cao huyết áp, béo phì hay sỏi mật. Hiện nay các loại thịt gia cầm cũng khiến người dân hoang mang với các tin tức về cúm gia cầm hay việc dùng những hóa chất tăng trọng cho lợn, gà. Ăn chay cũng giảm thiểu hoàn toàn những nguy cơ độc hại đó trong cơ thể con người. Chế độ ăn chay thì hiện nay cũng được nhiều người áp dụng và cũng số lượng thấy rằng cũng ngày càng tăng. Thực chất thì chế độ ăn chay chúng ta thấy cũng có những vấn đề, có những khía cạnh gọi là tốt cho sức khỏe. Bởi vì chế độ ăn chay chúng ta thấy rằng nghiêng về thực vật nhiều hơn, rồi nhiều rau xanh, quả chín. Như vậy thì chế độ ăn chay sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta nhiều chất xơ, nhiều vitamin và khoáng chất. Và với cái khẩu phần có đặc điểm như vậy thì sẽ giúp dự phòng một số bệnh tật, ví dụ như tăng huyết áp, mỡ máu cao, rồi vấn đề tiểu đường cũng tốt, rồi cung cấp cho chúng ta một cái lượng vitamin, khoáng chất cũng tốt từ nguồn rau xanh, quả chín. Tuy nguyên liệu có đa dạng phong phú, nhưng nhiều người ăn chay tại nhà vẫn có cách chế biến khá đơn giản, không sáng tạo. Vì thế các bữa ăn chay cũng trở nên nhàm chán, không gây kích thích khẩu vị. Từ những nguyên liệu có sẵn phổ biến như đậu, nấm hay các loại rau củ quả, nên thay đổi cách chế biến món ăn để ăn chay trở nên ngon miệng, hấp dẫn hơn. Nếu như chúng ta ăn chay mà chúng ta không biết cách ăn thì đúng là thiếu chất. Bởi vì thường thường chúng ta ăn chay ở nhà thì chúng ta thường thường là chỉ ăn là mấy món đậu và mấy món lạc và món rau, và chế biến thì nó rất đơn giản. Chứ nếu những người mà ăn chay nhiều ngày trong một tháng thì sẽ có thể gây ra là người ta sẽ chán. Thế cho nên là mình phải nên thay đổi. Thì mình thay đổi món ăn như thế thì sẽ giúp cho cái người ăn chay người ta ăn được nhiều hơn và người ta cảm thấy ngon miệng hơn. Thế thì và sức khỏe người ta cũng đảm bảo. Việc ăn chay hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Nhưng nhiều người vẫn còn nghi ngại việc ăn thiếu các chất từ thịt cá hay hải sản sẽ khiến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng. Lấy lý do đó mà phản đối ăn chay. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể ăn chay mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cần thiết trong các bữa ăn. Hiện nay rất nhiều người ăn chay trường, có người đã ăn chay 5 hay 6 năm nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Đó chính là do họ đã chọn lựa một chế độ ăn chay khoa học, hợp lý. Cô ăn chay trường thì cô thấy sức khỏe của cô nó tăng lên rất là nhiều. Chẳng hạn trước đây thì cô bị 7-8 loại bệnh mãn tính mà đi chữa tất cả đông y kết hợp nhưng mà không cải thiện được nhiều. Cứ thỉnh thoảng lại tái phát. Thế nhưng mà từ khi cô ăn chay giờ thì cô thấy là cô không phải đi viện nữa này.
Thế mà cái bệnh tật của cô giảm rất là nhiều, mà người nó săn chắc lại, nó không béo bệu như ngày xưa nữa. Hàm lượng đạm trong thịt cá được tìm thấy rất nhiều trong đậu tương hay các loại nấm. Nhất là nấm là loại đạm thực vật giúp thanh trừ các gốc tự do, chống lại sự lão hóa cơ thể. Vì vậy, mỗi ngày có thể ăn một loại nấm để tăng cường sức khỏe. Các vi chất dinh dưỡng như sắt, các loại vitamin cũng có rất nhiều trong các loại rau củ quả. Khẩu phần ăn cho một cái người ăn chay thì chúng ta có thể là vì là phải cân đối cái lượng đạm và cái lượng rau xanh. Thì cái lượng đạm thì chúng ta có thể như là đậu này, nấm này là cái lượng đạm rất là cao. Thế và trong các loại rau thì cũng có các chất rất là tốt cho sức khỏe. Rau ngót này, rau muống này, rau cải này, các loại rau đều có đủ các chất để tốt cho cơ thể. Nhưng cái chính là chúng ta phải biết chế biến và biết làm cho cái món nó, mỗi ngày chúng ta có một cái món nó khác nhau đi thì sẽ kích thích được cái khẩu vị. Và người ta ăn, người ta sẽ thấy là nó không bị nhàm chán. Theo các nhà khoa học, khẩu phần ăn chay lý tưởng trong một bữa ăn là ngũ cốc 50%, rau và trái cây 33%, các loại thực phẩm khác 17%. Khẩu phần ăn này sẽ giúp cung cấp đủ chất dinh dưỡng và những chất cần thiết cho cơ thể. Nếu gọi là người bình thường ấy, thì chúng tôi không gọi là ăn chay và hợp lý, mà chúng tôi là gọi là ăn đầy đủ các chất và các chất dinh dưỡng ở một tỷ lệ cân bằng, hợp lý thì tốt cho sức khỏe. Nói ví dụ như là giữa chất đạm và chất béo, tức là dầu mỡ, và chất đường bột thì phải ở một cái tỷ lệ. Theo khuyến cáo thì có thể là một phần đạm, một phần chất béo và 4 đến 5 phần là chất đường bột thì là vừa. Hoặc là theo phần trăm thì có thể là 15% cung cấp năng lượng là chất đạm, 15 đến 20% cung cấp năng lượng là chất béo, hoặc là lên đến 25% là chất béo. Thế còn chất đường bột thì chỉ lên từ 55 đến 60% thôi. Ví dụ vậy thì là hợp lý. Người ăn chay cũng nên lập những thực đơn bữa ăn phong phú, đa dạng, đủ 7 ngày trong tuần để tránh việc lặp lại nhàm chán, kích thích được khẩu vị ăn uống cá nhân. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng ăn chay không hợp lý rất dễ dẫn đến hiện tượng thiếu đạm, thừa đường bột do nhiều món làm từ tinh bột, dùng dầu thực vật chiên xào. Năng lượng thừa mỗi ngày một ít sẽ tích lũy dưới dạng mỡ, dẫn tới thừa cân béo phì. Vì vậy không nên chỉ nghĩ đơn giản ăn chay là giảm cân, ăn chay cũng cần phải đúng khoa học. Thì vô hình chung là chúng ta sẽ bị hấp thụ một cái lượng chất béo đã bị peroxid hóa. Và những cái chất peroxid hóa này sẽ làm cho cơ thể của chúng ta dễ có nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Ngoài ra thì dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần đó, thì chất béo sẽ chuyển sang dạng chất béo thể đồng phân, hay chúng ta gọi là trans fat ấy. Nó thường sinh ra ở những cái dầu ăn mà chúng ta chiên đi chiên lại nhiều lần. Thế thì làm cho gia tăng bệnh như là mỡ máu cao, vữa xơ động mạch, và như vậy vô hình chung là làm cho tình trạng bệnh tim mạch nặng hơn. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2013 được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lựa chọn là hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm. Đây là một chiến dịch thu hút sự quan tâm của cộng đồng liên quan đến sự lãng phí và mất mát thực phẩm. Ngay ở Việt Nam, phong trào ăn chay vì môi trường và sức khỏe trong giới trẻ cũng đang được các bạn quan tâm và tham gia. Các bạn trẻ đang ý thức được trách nhiệm của mình đối với môi trường và nhận biết được những tác động tiêu cực của ngành chăn nuôi đối với môi trường sống, để từ đó thấy được rằng việc chuyển sang ăn chay sẽ là cách để bảo vệ cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường. Đây chính là nhiệm vụ cao cả của tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ.
Nhiều người loay hoay với những chiến dịch lớn lao mà chưa biết rằng ăn chay cũng là biện pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu. Lần đầu tiên chiến dịch được các bạn trẻ khởi phát từ năm 2011, đến giờ sau 2 năm, chương trình vẫn đang được các bạn trẻ duy trì. Đã có rất nhiều người ý thức được hành động ăn chay vì môi trường, đây thực sự là những tín hiệu đáng mừng. Người ta khuyến cáo ăn chay bảo vệ môi trường tức là gì? Bây giờ trên thế giới là hiện nay là nếu mà ta tính 1.000 kilocalo cơ thể con người chúng ta hấp thụ vào hay là ăn vào mà từ thực vật thì rẻ hơn rất nhiều là 1.000 kilocalo nhưng mà ăn vào từ thịt, từ mỡ động vật. Đấy, vì cái chuyển hóa, cái nuôi trồng cái con vật đấy thì nó đã rất tốn kém rồi. Bằng chúng ta mà ăn thực vật tức là chúng ta ăn trực tiếp không qua cái khâu trung gian tức là các cái con gia súc gia cầm chúng ta nuôi thì nó kinh tế hơn rất nhiều và nó rẻ hơn rất nhiều. Bởi vì nếu mà sản xuất ra một con bò, một cân thịt bò thì và con người ăn một cân thịt bò đấy thì tốn kém hơn là ăn một cân đậu phụ, một cân đậu hạt thẳng từ gọi là nuôi trồng nông nghiệp đưa vào cơ thể. Thứ hai nữa là nếu mà động vật nuôi chăn nuôi gia súc thì nó phải tốn kém nước, nó phải tốn kém đồng cỏ rồi liên quan đến hóa chất bảo vệ thực vật vân vân này khác. Đấy, thế rồi là nó tạo ra các cái chất thải cùng với con người làm cho môi trường nó, sinh thái nó sẽ tăng các cái chất ô nhiễm lên. Cho nên người ta ý tưởng đấy tôi cho là rất là đúng. Cái ăn chay này cái thứ nhất là nó rất tốt cho môi trường bởi vì cái ngành chăn nuôi người ta sẽ thải ra nhiều cái chất thải ra và nó làm cho cái nguồn nước bị ô nhiễm. Cái thứ hai nữa là khi mà cái chất thải nó làm người ta phải nấu và người ta phải lấy các món ăn cho cái con vật đó thì nó sẽ làm cho cái khí thải ra ngoài môi trường rất là không tốt. Thế và đã ảnh hưởng thế đến như bây giờ trái đất đang bị là cái môi trường đang bị thay đổi quá nhiều và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Thế cho nên ăn chay, chúng ta ăn chay thì sẽ góp một phần nào để cải thiện cái môi trường của trái đất. Rõ ràng việc ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà là hành động thiết thực bảo vệ chính môi trường sống của chúng ta. Tuy nhiên ăn chay phải xuất phát từ thực tâm, người ăn biết rõ những lợi ích về sức khỏe và môi sinh, chứ không phải chỉ ăn cho biết, ăn cho vui. Khi ta cần có sức khỏe thì mọi người cũng cần, do đó môi sinh, môi trường là vấn đề chung của tập thể. Nhưng đều được khởi phát từ tâm tư của mỗi cá nhân. Hãy ăn chay vì sức khỏe của bạn, của gia đình bạn, tương lai còn bạn, sự sống của bạn, cho hệ sinh thái, cho nguồn nước bạn đang dùng, cho bầu không khí bạn đang thở và cho mẹ trái đất thân yêu của chúng ta.